Vâng, hai đội chúng ta trở lại sân thi đấu để chuẩn bị hiệp thi đấu thứ hai. Xin mời đội chủ Nguyễn Minh. Ở hiệp thi đấu thứ hai, trường cũng là một trường gia đình. Vào đây, vào đây.
lên trống, lên trống, lên trống. Như vậy cầu thủ số 4 của trường Nguyễn Anh Linh tiếp tục nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Bóng cả
và thủ số 16 thì Kiều Nguyễn Linh tiếp tục lên đường sau trận đấu lên 4-0. Gần lại Khang. Sát đường biên, đứng sát đường biên. Bước tới Nhật nhanh. Giữ lại.
1 phút hội ý cho trường An Ninh. Đã hết giờ hội ý mà hai đội cho lại sân thi đấu. Và kết thúc trận thi đấu.